Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật nhiều vui và hạnh phúc nha. Thì hôm nay thằng Cuốn cũng ăn cơm chiều rồi thì cũng vui vẻ. Nói chung là hồi nãy mình có thoa mấy cái dược liệu trị cái con ký sinh á. Thì dược liệu mua lận đóng rồi nè. Tho lên toàn thân nên giờ tụi nó ngứa. Đó, cái chất nó vô cho nó diệt mấy con ký sinh nó ngứa. Mùa này là mùa nắng á cả nhà, mùa nắng cái mùa nước mặn á tụi rất là nhiều ký sinh. Dùng cái bình mình phun á, mình phun từng đứa hết. Kim cương đây, mẹ có vàng, bách hợp, đậu đen, đậu rồng, bên đây là coca, ngọc cai, cẩm thạch lì lắm. Út quậy, chỉ gấu, hồng ngọc, mỹ kem, vàng vàng kem, còn lại là thằng gấu giống của tỏi, bệnh kinh của tỏi bị mất, cũng đang trộm á, thằng giống. Mẹ mặt nãy giờ chui đây không dám ra, mẹ mặt ra béo cay ra ra. Không rủ vô nhà chơi. Đậu rồng lúc này lông lá đầy đủ bự con rồi nè. Quậy ngò tiếu à, hàng kem, rồi hai đứa con gái, hai đứa con gái mắc cửa. Ba mình mới xin của ai đem về cái chậu bông hồng cả nhà. Cái nó trời ở nhà Hà rồi ông đem về chơi, cái nó là của tao. Cái tao xin.
Đi chơi đi là đây anh chị. Ôi mà mẹ 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 vàng dữ vàng không? Hồng ngọc đây. Bé ly, bé gấu, coca, mày vàng, mỹ kim, vàng kem, ngọc trai, con thằng con út quậy với con gấu với Hồng Ngọc à. Đó, ba đứa giận. À, thôi buổi chiều vui vẻ nên mình quay cho các bạn xem chút xíu trước khi hoàng hôn nó ập xuống không thấy đường. Đó, nhà mình lúc nào cũng tụi nó cũng vui vẻ hết. Có điều là kinh tế mình hơi yếu nên cũng nhờ cô chú anh chị gần xa giúp đỡ cho thằng cuốn của mình nha cả nhà. Mình yếu quá rồi. Làm kiển thì cũng có làm mà tới hồi Tết tới giờ thì cũng làm nhiều mà cũng không được nhiều, nói chung làm lao động chân tay. Rồi tình cảnh thì éo le chút là mẹ mình giờ nằm chỗ luôn, không có làm ăn gì được hết trơn á. Mình làm đủ thứ mọi cách để kiếm thêm chút đỉnh, đăng làm rồi đăng ban đêm, livestream chỉ cái thật cây kiển cây cảnh cây mai đó đó thì nhờ chỉ từ xa cho nó thì mọi người ai thích xem còn ai ai thích mình thì nhờ mình thì người ta cho chút đỉnh vậy đó. Rồi, xin chào, chúc có nhờ dễ nha. Thì công việc của mình đủ thứ á, ban ngày ban đêm.
mà cũng không được nhiều. Chán. Xin chào.